triển lãm Đất nước tôi tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 28 tháng 8 đến 10 tháng 9 đang tôn vinh nét đẹp và tài năng của ba nghệ sĩ tranh nổi tiếng Lương Xuân Nhị, Su Man và Nguyễn Quang Thọ. Lương Xuân Nhị, năm 1914 đến năm 2006, là một trong những họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Ông nổi tiếng với những bức chân dung thiếu nữ và phong cảnh, sinh hoạt hàng ngày mang vẻ đẹp Việt tinh túy. Một trong những tác phẩm nổi bật tại triển lãm là Buổi sáng trên sông Hương, một bức tranh đẹp mắt ghi lại khung cảnh thơ mộng của sông Hương vào buổi sáng. Tác phẩm này là một trong hơn 80 bức tranh đang được trưng bày tại triển lãm. Su Man, năm 1925 đến năm 2007, là một nghệ sĩ sơn mài nổi tiếng, với đặc điểm là sự kết hợp tinh tế giữa sơn và mài. Tác phẩm của ông thường thể hiện cảnh vật thiên nhiên và vẻ đẹp của con người. Một trong những tác phẩm nổi bật của ông tại triển lãm là Bình minh trên núi rừng Tây Nguyên, sơn mài có kích thước 98.5 x 122.5 cm. Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng cho mỹ thuật Tây Nguyên và được vinh danh với Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 2012. Nguyễn Quang Thọ là một nghệ sĩ sáng tạo với nhiều tác phẩm sơn dầu độc đáo. Tác phẩm Đất và nước có kích thước 81 x 121 cm sơn dầu được sáng tác năm 1978, là một ví dụ tiêu biểu cho sự đổi mới trong bút pháp hội họa. Ông là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1960 và đã được vinh danh với Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001. Triển lãm Đất nước tôi là một cơ hội tuyệt vời để thảo luận về sự đa dạng và sâu rộng của nghệ thuật hội họa Việt Nam. Nó đồng thời tôn vinh nét đẹp và tài năng của ba nghệ sĩ nổi tiếng này. Triển lãm Đất nước tôi tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 28 tháng 8 đến 10 tháng 9 đang tôn vinh nét đẹp và tài năng của ba nghệ sĩ tranh nổi tiếng Lương Xuân Nhị, Su Man và Nguyễn Quang Thọ. Lương Xuân Nhị, năm 1914 đến năm 2006, là một trong những họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Ông nổi tiếng với những bức chân dung thiếu nữ và phong cảnh, sinh hoạt hàng ngày mang vẻ đẹp Việt tinh túy. Một trong những tác phẩm nổi bật tại triển lãm là Buổi sáng trên sông Hương, một bức tranh đẹp mắt ghi lại khung cảnh thơ mộng của sông Hương vào buổi sáng. Tác phẩm này là một trong hơn 80 bức tranh đang được trưng bày tại triển lãm. Su Man, năm 1925 đến năm 2007, là một nghệ sĩ sơn mài nổi tiếng, với đặc điểm là sự kết hợp tinh tế giữa sơn và mài. Tác phẩm của ông thường thể hiện cảnh vật thiên nhiên và vẻ đẹp của con người. Một trong những tác phẩm nổi bật của ông tại triển lãm là Bình minh trên núi rừng Tây Nguyên, sơn mài có kích thước 98.5 x 122.5 cm. Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng cho mỹ thuật Tây Nguyên và được vinh danh với Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 2012. Nguyễn Quang Thọ là một nghệ sĩ sáng tạo với nhiều tác phẩm sơn dầu độc đáo. Tác phẩm Đất và nước có kích thước 81 x 121 cm sơn dầu được sáng tác năm 1978. Là một ví dụ tiêu biểu cho sự đổi mới trong bút pháp hội họa. Ông là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1960 và đã được vinh danh với Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001. Triển lãm Đất nước tôi là một cơ hội tuyệt vời để thảo luận về sự đa dạng và sâu rộng của nghệ thuật hội họa Việt Nam. Nó đồng thời tôn vinh nét đẹp và tài năng của ba nghệ sĩ nổi tiếng này. Triển lãm Đất nước tôi tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 28 tháng 8 đến 10 tháng 9 đang tôn vinh nét đẹp và tài năng của ba nghệ sĩ tranh nổi tiếng Lương Xuân Nhị, Su Man và Nguyễn Quang Thọ. Lương Xuân Nhị, năm 1914 đến năm 2006, là một trong những họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Ông nổi tiếng với những bức chân dung thiếu nữ và phong cảnh, sinh hoạt hàng ngày mang vẻ đẹp Việt tinh túy. Một trong những tác phẩm nổi bật tại triển lãm là Buổi sáng trên sông Hương, một bức tranh đẹp mắt ghi lại khung cảnh thơ mộng của sông Hương vào buổi sáng. Tác phẩm này là một trong hơn 80 bức tranh đang được trưng bày tại triển lãm. Su Man, năm 1925 đến năm 2007, là một nghệ sĩ sơn mài nổi tiếng, với đặc điểm là sự kết hợp tinh tế giữa sơn và mài. Tác phẩm của ông thường thể hiện cảnh vật thiên nhiên và vẻ đẹp của con người. Một trong những tác phẩm nổi bật của ông tại triển lãm là Bình minh trên núi rừng Tây Nguyên, sơn mài có kích thước 98.5 x 122.5 cm. Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng cho mỹ thuật Tây Nguyên và được vinh danh với Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 2012. Nguyễn Quang Thọ là một nghệ sĩ sáng tạo với nhiều tác phẩm sơn dầu độc đáo. Tác phẩm Đất và nước có kích thước 81 x 121 cm sơn dầu được sáng tác năm 1978. Là một ví dụ tiêu biểu cho sự đổi mới trong bút pháp hội họa. Ông là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1960 và đã được vinh danh với Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001.
Triển lãm Đất nước tôi là một cơ hội tuyệt vời để thảo luận về sự đa dạng và sâu rộng của nghệ thuật hội họa Việt Nam. Nó đồng thời tôn vinh nét đẹp và tài năng của ba nghệ sĩ nổi tiếng này.